Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay, tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe MPV 7 chỗ ngồi nhập khẩu nguyên chiếc quý vị và các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Mitsubishi Xpander. Chiếc xe được sản xuất năm 2020, đăng ký tên tư nhân và chiếc xe cũng đã lăn bánh được hơn 6 vạn km rồi quý bạn nhé. Và chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc nguyên bản, tất cả còn nguyên bản ạ. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 445 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn, vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị và các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mitsubishi Xpander 2020 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua cửa hàng chúng tôi số 318-320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Đấy thì sau đây tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn về chiếc xe Mitsubishi Xpander sản xuất năm 2020 này ạ. Toàn bộ về cái phần bên ngoài, phần ngoại thất bên ngoài thì quý vị và các bạn thấy đấy ạ, rất là mới, rất là đẹp ạ. Dàn lốp còn rất là mới, rất là dày luôn. Đấy, là răng đúc mặt phay, rất đẹp luôn nhá. Nước sơn của chiếc xe này còn nguyên bản cũng còn rất là nhiều ạ, sơn zin còn rất nhiều. Đèn phanh trên cao này, camera lùi này, cảm biến lùi đầy đủ hết cả rồi các bạn nhá. Đấy, rất là mới, rất là đẹp, toàn bộ từ ngoại thất cho đến nội thất đều rất là mới, rất là đẹp rồi. Đấy, bây giờ thì tôi sẽ mở cái cửa ra cho quý vị các bạn xem về cái phần nội thất bên trong của chiếc xe. Toàn bộ nội thất bên trong cũng như là về cái phần keo chỉ này, táp bi cánh cửa là còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Chưa có bị đâm đụng, chưa có bị va chạm gì cả này. Vô lăng bọc da. Đấy, tất cả còn rất đẹp này. Nội thất cũng đã được trang bị là ghế da các bạn nhé. Ghế da này là ghế da lắp thêm thôi. Nguyên bản của những chiếc xe Mitsubishi Xpander là ghế nỉ. Đấy, đã được lắp ghế da rồi. Bộ ghế da này, sàn da này, gương chiếu hậu gập điện này. Đồng hồ công tơ mét của chiếc xe đây. Chiếc xe lăn bánh được hơn 6 vạn, cụ thể là 6 vạn 8 km rồi các bạn nhé. Vô lăng, cần số tay phanh đều rất đẹp luôn các bạn nhé. Và chiếc xe này cái phiên bản MT, tức là số sàn, xe cũng đã được trang bị hộp số tay 5 cấp quý vị và các bạn nhé. Đấy, hộp số tay 5 cấp tức là số sàn các bạn ạ. Toàn bộ nội thất đều rất là đẹp luôn. Đấy, đây là cái phần nội thất hàng ghế ngồi phía sau, còn nguyên bản luôn các bạn nhé. Rất đẹp luôn, từ keo chỉ này, táp bi cánh cửa này, bậc cửa này đều rất đẹp luôn các bạn nhé. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Và chiếc xe này thì chủ xe đi cũng rất là giữ gìn. Sản xuất năm 2020, tính ra là đã chạy được 3 năm rồi. Năm nay năm 2024, 3 năm lăn bánh và với hơn 6 vạn mỗi một năm chạy 2 vạn km thôi các bạn nhé. Rất là đẹp luôn. Đấy. Và đây là cái phần cốp sau, tôi sẽ mở cái cốp sau nữa lên cho quý vị và các bạn cùng xem về cái phần cốp sau của chiếc xe. Toàn bộ từ ốc cốp sau này, các thứ này. Đấy, đây là cái phần ốc cốp sau, keo chỉ cốp sau nhé. Còn nguyên bản hết luôn. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Quý vị và các bạn đi mua xe cũ xem kỹ cho tôi cái phần đầu và phần đuôi. Đấy, vì những chiếc xe là đều có bị đâm đụng hay là va chạm gì cả, thì cái phần đầu và phần đuôi là cái phần đâm đụng hay là va chạm nhiều nhất đấy các bạn nhé. Đấy, keo chỉ là còn nguyên zin này. Đấy, keo chỉ nguyên zin. Ốc cốp sau còn nguyên zin luôn. Chưa có bị tháo ra đâu các bạn nhé. Tất cả là còn nguyên bản hết luôn. Và chiếc xe này thì nội thất đằng sau cũng rất là đẹp đây. Và chủ xe cũng đã rất là cẩn thận bọc lại cả trần rồi.
bọc trần ni lông các bạn nhé. Nếu như quý vị và các bạn không thích cái trần ni lông này, chúng ta bóc cái trần ni lông này ra thì nó như là một cái trần mới luôn các bạn nhé. Rất đẹp luôn. Đấy, và đây là cái tôi cho quý vị và các bạn xem là cái mức tiêu thụ nhiên liệu mà nhà sản xuất công bố đây này. Đấy, chỉ 5,9 lít cho 100 km quãng đường kết hợp thôi các bạn nhé. Đây là nó hơi bóng một chút cho nên là nhìn nó hơi khó. 5,9 lít cho 100 km quãng đường kết hợp. Ở cái phiên bản số sàn này thì đi là rất tiết kiệm nhiên liệu cho nên là nhiều anh em sử dụng những chiếc xe này để chạy dịch vụ đấy ạ. 7 chỗ ngồi mà lăn bánh hết có 5,9 lít cho 100 km quãng đường kết hợp thôi. Rất là hiệu quả, rất là kinh tế luôn các bạn nhé. Và đây là cái táp bi cánh cửa phía sau bên phụ. Đấy, nội thất hàng ghế ngồi phía sau, cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau đây, dàn điều hòa bên trên trần. Đấy, rất là đẹp luôn. Nội thất ghế da đều rất đẹp này. Đấy, toàn bộ từ táp bi cánh cửa này đều rất đẹp. Và đây là cái táp bi cánh cửa phía trước bên phụ các bạn nhé. Tôi sẽ mở cái cánh cửa ra cho quý bạn cùng xem này. Từ keo chỉ này đến táp bi cánh cửa này còn nguyên. Tôi quay ở trong cửa hàng chúng tôi cho nên nó hơi chật một chút. Không có thời gian, chứ có thời gian thì tôi đem ra ngoài. Không gian nó rộng hơn thì quay nó sẽ đẹp hơn, giới thiệu được chi tiết hơn cho quý vị và các bạn nhé. Đấy, tất cả đều rất đẹp này. Từ vô lăng, cần số, tay phanh đều rất là đẹp luôn. Nội thất hàng ghế ngồi trước này thì nội thất ghế da đây, rất là mới, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Đẹp từ táp lô đến táp bi, tất cả đều rất là mới luôn. Đấy, gương chiếu hậu thì gập điện, tích hợp xi nhan trên gương. Toàn bộ về phần ngoại thất và nội thất đều rất là đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem cái phần động cơ của chiếc xe. Thì bây giờ thì tôi sẽ mở cái nắp capo này lên để cho quý vị và các bạn cùng xem về cái phần động cơ, tức là cái phần trái tim của chiếc xe nằm ở dưới nắp capo này các bạn nhé. Mitsubishi cũng đã trang bị cho chiếc Xpander này là một khối động cơ xăng 1.5 lít các bạn ạ. Đấy, và ốc capo này, keo chỉ capo còn nguyên bản hết luôn. Đấy, chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là chiếc xe chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả này. Tất cả là còn nguyên bản này. Đây là cái tem này, tất cả còn nguyên bản này. Ốc capo còn nguyên bản, chưa có một vết tháo quý vị các bạn nhé. Đấy, toàn bộ rất mới luôn. Hệ thống phanh ABS này, ốc chân máy này, toàn bộ ốc chân máy này đều rất mới các bạn nhé. Đấy, cái động cơ này thì chúng tôi cũng đã dọn dẹp sạch sẽ đẹp đẽ đi rồi, không khác thì một cái động cơ mới đâu các bạn nhé. Không lỗi gì vậy và không ngập nước, tất cả là còn nguyên bản hết ạ. Quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mitsubishi Xpander 2020 phiên bản số sàn này, hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ gà chúng tôi số 318-320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.